Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12, tân Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới thủ đô Kiev, báo hiệu những hứa hẹn của chính phủ mới của Ba Lan trong việc hỗ trợ Ukraine. Dự kiến giới chức hai nước cũng sẽ hội đàm nhằm giải quyết tình trạng tài xế Ba Lan, phong tỏa bốn cửa khẩu biên giới đường bộ giữa hai nước gần hai tháng trở lại đây. Ba Lan là một trong những nước tích cực ủng hộ Ukraine khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, quan hệ hai nước leo thang căng thẳng về vấn đề ngũ cốc giá rẻ Ukraine tràn ngập thị trường, khiến nông dân Ba Lan mất thu nhập. Việc cử ngoại trưởng tới Ukraine ngay sau khi thành lập chính phủ là bước đi bất ngờ của tân thủ tướng Donald Tusk khi trong chiến dịch tranh cử của mình, ông thường thể hiện lập trường cứng rắn về việc bảo vệ quyền và lợi ích người lao động trong nước trước sự cạnh tranh không lành mạnh từ Kiev. Ngày 22 tháng 12, những binh lính Pháp cuối cùng vốn được triển khai tới Niger để giúp nước này chống lại cuộc nổi dậy của người Hồi giáo đã rời khỏi quốc gia Châu Phi này, ngoài rút hết quân, Pháp cũng lên kế hoạch đóng cửa đại sứ quán tại Niger trong khoảng thời gian không xác định. Quan hệ giữa Pháp và Niger xấu đi nhanh chóng kể từ khi cuộc binh biến ở quốc gia Châu Phi này hồi tháng 7 năm nay. Pháp hiện vẫn không công nhận chính quyền quân sự hiện nay tại Niger và ngược lại, giới binh sĩ cầm quyền tại Niger cũng cắt đứt quan hệ với Paris và yêu cầu Pháp phải rút hết quân đội thường trú tại nước này trong năm nay. Trước đó Pháp cũng đã hoàn tất việc rút quân khỏi một quốc gia vùng Sahel châu Phi khác là Mali vào tháng 8 năm ngoái và chấm dứt hợp tác quân sự với Burkina Faso tháng 2 vừa qua. Ngày 22 tháng 12, nhà trắng cáo buộc Iran hậu thuẫn lực lượng Houthi trong các vụ tấn công tàu thuyền thương mại gần đây trên Biển Đỏ. Đây là cáo buộc mạnh mẽ nhất của Washington về vai trò của Tehran trong vụ việc. Theo giới chức Mỹ, Iran đã cung cấp thiết bị bay không người lái, tên lửa và tình báo chiến thuật cho lực lượng Houthi để tiến hành các vụ tấn công. Hiện phía Iran chưa có phản hồi về quan điểm của phía Mỹ. Trong vài tuần gần đây, lực lượng Houthi đã tấn công một số tàu thuyền thương mại trên biển đỏ, gây gián đoạn các hoạt động vận tải hàng hóa quốc tế. Lực lượng này cho biết đây là hành động phản đối các cuộc tấn công của Israel nhằm vào giải Gaza. Để ngăn chặn, Mỹ đã phối hợp với các đồng minh lập ra liên minh, gồm hơn 20 nước để bảo vệ các tàu thuyền đi qua biển đỏ, một trong những tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại quốc tế. Thưa quý vị, cũng liên quan đến xung đột Israel Hamas, Bộ Y tế do Hamas điều hành mới đây công bố số người chết tại Gaza đã vượt mức 20.000 người. Tuy nhiên, việc con số này có chính xác hay không đang nhận được nhiều tranh cãi vì nhiều nhà báo cũng như nhân sự các tổ chức nhân quyền hiện không được Israel và Ai Cập cho phép tiếp cận giải đất để kiểm chứng. Cơ quan y tế ở giải Gaza do Hamas điều hành ngày 22 tháng 12 cho biết 20.057 người đã thiệt mạng kể từ khi quân đội Israel mở chiến dịch tấn công vào giải đất hôm 7 tháng 10, đánh dấu con số thương vong cao hơn bất cứ cuộc xung đột nào từng xảy ra ở khu vực này suốt 75 năm qua. Tệ hơn nữa, số người chết chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Rõ ràng là trong vài tuần, hàng nghìn trẻ em đã thiệt mạng vì xung đột. Đây thực sự là một vấn đề rất lớn, Chúng ta đang chứng kiến một cuộc thảm sát thường dân chưa từng có trong bất kỳ cuộc xung đột nào kể từ khi tôi là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, số người thiệt mạng ở giải Gaza vì cuộc xung đột vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Giới chức Mỹ và Israel nhiều lần đặt nghi vấn về số liệu thương vong này. Hai quốc gia trên cho rằng số liệu không đáng tin cậy vì cơ quan y tế giải Gaza nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Hamas. Washington và Tel Aviv cũng lưu ý rằng con số thống kê thương vong đã không phân biệt giữa dân thường và các chiến binh của lực lượng Hamas. Tôi không tin tưởng số thương vong mà phía người Palestine tại Gaza cung cấp. Tuy nhiên, tôi chắc chắn có dân thường thiệt mạng. Đó là cái giá phải trả cho việc tiến hành chiến tranh. Các tổ chức độc lập chuyên phân tích thông tin thường có số liệu riêng về số người thương vong trong mỗi cuộc xung đột. Nhưng đối với chiến sự hiện nay ở giải Gaza, trong bối cảnh Israel và Ai Cập siết chặt quản lý biên giới, không cho người ngoài tiếp cận, họ cũng dựa vào số liệu từ cơ quan y tế khu vực theo nhiều chuyên gia, không có lý do gì để hoài nghi những con số này. Rất khó có thể khẳng định số người chết một cách chính xác vì con số thậm chí sẽ thay đổi trong tương lai khi chiến sự kết thúc giúp chúng tôi được tự do điều tra và những người mất tích được tìm thấy. Nhưng tôi có thể nói, phương pháp luận 6 bước của chúng tôi cho ra kết quả thương vong hoàn toàn trùng với Bộ Y tế Gaza trong những lần thống kê trước đây. Vì vậy con số họ công bố có thể không đúng đến hàng đơn vị nhưng đủ tin cậy để xác định sự tàn khốc. Israel từng bày tỏ hối tiếc về thương vong của dân thường, song cho rằng nguyên nhân là do Hamas hoạt động ở các khu vực đông dân cư hoặc sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Hamas phủ nhận cáo buộc. Ngày 23 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết quan trọng yêu cầu các bên xung đột cho phép vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo an toàn, không bị cản trở ngay lập tức tới người dân trên khắp giải Gaza. Người Pháp ngày càng thờ ơ với rượu vang hay lễ hội ánh sáng tổ chức tại một khu vườn tư nhân tại Croatia là những thông tin đáng chú ý có trong cụm tin văn quốc tế ngay sau đây. Tàu vũ trụ không người lái Cygnus của công ty Northrop Grumman ngày 23 tháng 12 đã rời trạm vũ trụ quốc tế ISS vào lúc 8 giờ 06 phút sáng ngày 22 tháng 12 theo giờ Bắc Mỹ, tức 20 giờ 06 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam. Như vậy, tàu vũ trụ Cygnus đã rời ISS thành công sau khi hoàn tất sứ mệnh tiếp tế hơn 3.700 kg vật tư, thiết bị nghiên cứu khoa học, sản phẩm thương mại, thiết bị phần cứng và các hàng hóa khác cho NASA cũng như các đối tác quốc tế của NASA. Đây là sứ mệnh tiếp tế theo dịch vụ thương mại thứ 19 của công ty Northrop Grumman cho NASA. Một nghiên cứu gần đây cho thấy số người Pháp thường xuyên uống rượu vang đang giảm nhanh chóng, chỉ còn 10% uống rượu mỗi ngày. Pháp và các nước châu Âu khác đang nỗ lực ngăn chặn sự sụt giảm giá rượu vang. Báo cáo về xu hướng tiêu thụ rượu vang từ năm 2015 đến 2022 cho thấy ngày càng ít người Pháp thường xuyên uống rượu vang. Khoảng 37% người trưởng thành ở Pháp không uống rượu hoặc chỉ uống trong những dịp đặc biệt, trong khi 19% cho biết họ không bao giờ uống rượu vang, tăng từ 15% vào năm 2015. Cứ tới dịp lễ hội cuối năm thì lễ hội ánh sáng do ông Zlatko Salai đã tổ chức từ năm 2001 lại rộn ràng, từ 70.000 bóng đèn, hiện khu vườn của ông đã được chiếu sáng bởi 5 triệu bóng đèn lấp lánh. Du khách từ khắp nơi tới tham quan khu vườn của ông tại làng Grabovnica, miền trung Croatia, để chiêm ngưỡng lễ hội Giáng sinh với cây thông Noel, đèn và cảnh quan rực rỡ đúng chất lễ hội. Tiền vé vào cửa được sử dụng để phát triển lễ hội và tạo ra những trải nghiệm mới cho khách tham quan. Dự kiến có khoảng 100.000 lượt du khách đến tham quan mỗi năm tại khu vườn tư nhân này. Đối với nhiều người, Kết thúc một chuyến bay là kết thúc một hành trình dài mệt mỏi. Nắm bắt được tâm lý này, một hiệp hội thú cưng đã phối hợp cùng sân bay Berlin tại Đức, đưa vào sân bay những chú chó vào sảnh chờ giúp hành khách giải tỏa căng thẳng. Vào những ngày đông lạnh giá cuối tháng 12, quanh khu vực sảnh chờ máy bay tại sân bay Berlin Đức, nhiều hành khách quay quanh những chú chó đáng yêu, vuốt ve và âu yếm chúng. Đây là những chú chó giúp trị liệu tâm lý được sân bay này chấp thuận đưa vào sảnh chờ để giúp hành khách giải tỏa căng thẳng mà lại cảm giác thoải mái trong suốt chuyến bay của mình. Tôi đã từng nghe về hoạt động của những chú chó giúp hành khách giải tỏa căng thẳng khi bay và thật tuyệt vời khi hôm nay tôi được xem những chú chó. Tôi nghĩ hoạt động này sẽ hiệu quả. Hầu như ai cũng muốn chơi đùa cùng những chú chó. Giống như anh Jason, nhiều hành khách tại sân bay không khỏi bất ngờ và vui mừng khi được vỗ về những chú chó. Họ cho biết loài động vật đáng yêu này giúp xua đi nỗi lo âu, nhất là trẻ em và những người thường gặp phải tình trạng lo sợ khi lên máy bay. Các con tôi rất tò mò về sự xuất hiện của những chú chó tại sân bay vì các con chưa từng thấy chúng tại đây. Ở đây từng có tượng logo đồ chơi, nhưng tất nhiên, những chú chó còn mang lại niềm vui thú vị hơn thế. Các tình nguyện viên của hiệp hội cũng túc trực tại sân bay để đi dạo, chăm sóc và theo dõi sức khỏe của những chú chó trị liệu. Những chú chó là niềm vui đặc biệt trong suốt kỳ nghỉ lễ giáng sinh bận rộn khi chúng chính là những vị đại sứ chào đón và chơi đùa cùng du khách tại sân bay. Chị Kais Win, tình nguyện viên và là chủ của một chú chó tại hiệp hội, bày tỏ vui mừng khi nhiều du khách phản ứng tích cực với những vị khách bốn chân. Nhiều hành khách nói với chúng tôi rằng họ cũng nuôi chó. Họ nói bằng nhiều ngôn ngữ. Thế nhưng ngay cả khi chúng tôi không hiểu một số người nói gì, tôi vẫn cảm thấy niềm vui của họ khi chơi đùa cùng những chú chó. Hiệp hội chó trị liệu Brandenburg cũng có kế hoạch ghé thăm các cơ sở khác như viện dưỡng lão hoặc trung tâm chăm sóc và trông giữ trẻ em. Theo thỏa thuận với sân bay Berlin, hiệp hội sẽ ghé thăm nơi này 12 lần một năm, là cơ hội cho hành khách đến sân bay Berlin được chào đón bởi những vị khách bốn chân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thế giới chuyển động hôm nay.